Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý bác và anh chị. Thì buổi chiều hôm nay em Trường cố gắng lên sóng báo giá hai mẫu xe Toyota Innova để phục vụ quý bác và anh chị. Và trước màn ảnh của quý bác và anh chị là hai mẫu Innova phiên bản G và phiên bản E. Phía bên trái màn ảnh là mẫu Toyota Innova phiên bản G màu ghi bạc biển 77A06762. Xe này là bản đủ nha, cả nhà cũng biết rồi, phiên bản G là phiên bản đủ. Rồi phía bên trái màn ảnh là mẫu Innova đời 2010 cuối 2013 phiên bản E màu ghi vàng đó, cũng là bản đủ luôn, thì cả nhà cũng biết rồi. Những cái phiên bản đủ này nó trang bị trên mình của nó là hệ thống, thứ nhất là trang bị những con bản đủ nó trang bị hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cả bốn bánh, nè, trang bị hai túi khí an toàn, rồi vành mâm R15, nói chung là full option đó. Quý khách hàng nào mà đang xem, nhớ cho em Trường xin một nút đăng ký kênh, một nút like để cập nhật những video clip tiếp theo nha cả nhà. Rồi thì có lẽ em Trường sẽ đi vào chi tiết mẫu xe này trước. Đây, phía bên trái màn ảnh là mẫu Toyota Innova phiên bản G đời 2009 nha. Cả nhà cũng biết rồi, cái form này là form từ đời 2008 cho đến đầu 2012 là Innova bản G nó sẽ có một cái form này. Nó sẽ là có cái form này nha cả nhà. Đó, phiên bản đủ thì cái bản từ 2006 đến 2012 Innova nó chia số sàn, nó chia ra hai bản, đó là bản G và bản G. Bản G là bản dòng xe thương mại, xe bản thiếu, nó sẽ cắt bỏ một số option như là không có phanh ABS, không có túi khí, không có gì hết. Còn bản G là dành cho dòng xe gia đình thì trang bị full option đó, những cái option cao cấp nhất nó trang bị lên mẫu xe này. Rồi em xin mời tất cả các bác cùng em đi một vòng quanh xe nè. Đó, nhìn từ bên ngoài các nhà thấy không, sơn xe đang trong tình trạng rất là hoàn hảo, sơn xe đẹp. Và điều đặc biệt là bên em Trường bán xe nó không có tình trạng lỗi làm đâm đụng nha. Những chiếc xe em Trường bán ra, em Trường cam kết với cả nhà mình là không đâm đụng, không ngập nước nha. Mấy hôm nay thì em Trường không có lên clip đều đặn được, có lẽ là 3-4 hôm. Thì trong thời gian qua thì em đã bị sốt xuất huyết nha. Không có một phần của mình, một phần của em nó không thể nào mà vừa quay clip mà vừa dọn xe được, nên cả nhà thông cảm nha. Thì hôm nay em sẽ lên clip bù lại cho cả nhà. Đây, màu ghi bạc. Đó, bản đủ nó trang bị những cái option như là cả nhà đó thấy nè, những cái đường lằn lằn kia kìa, gọi là đường cái sấy sưởi kiến nè, gạt mưa nè, đấy, cảm biến lùi đó, cả nhà thấy không đó, màu ghi bạc. Cái số tiền của nó cũng vừa phải lắm cả nhà, cái số tiền mà trên dưới 200 thì cả nhà sẽ hữu ngay một mẫu xe 8 chỗ ngồi mà thương hiệu Toyota nữa, thấy không? Thì Innova là em nghĩ là một cái thứ nhất là một cái gì đó để cho nhà mình đáng để quan tâm và lựa chọn nha. Đấy, và cái mẫu Toyota Innova G 2009 này bên em Trường đỡ nhà mình giá là 256 triệu, bao rút hồ sơ, có lọc lá, cả nhà đến xem xe và chạy thử nha. Đây thì em sẽ mở từ phía sau, xe có màn hình cam lùa đầy đủ nha cả nhà. Đây, và bên em Trường bán xe thì một chiếc xe đã quay sử dụng thì không thể nào mà đẹp hết được. Ví dụ những cái chỗ miếng nhựa này nè, nó bị vỡ thì bên em Trường ngay ngày mai sẽ nhờ anh em đi lên Sài Gòn mua về thay cho cả nhà mình luôn nha. Đó, cả nhà xem mà những cái đinh tán của nó còn đầy đủ nè, có nghĩa chiếc xe này chưa va chạm, chưa gì hết nha. Đấy, xe đang trong tình trạng rất là đẹp và hoàn hảo. Và một chiếc xe đã quay sử dụng thì nó không thể nào gọi là hoàn hảo được, cho nên em rất mong quý khách hàng đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Nếu chỗ nào đó mà nó chưa được đẹp, chưa được hoàn hảo thì cả nhà có thể bàn bạc với bên em sẽ thay thế hoàn toàn miễn phí cái vấn đề đó cho cả nhà mình, không tính phí nha. Đó, mâm nè, mâm R15 rồi nha. Đây, nội thất màu kem nè, màu nâu kem, nhìn rất đẹp nha. Innova phiên bản G nha cả nhà. Đó, Innova phiên bản G, nội thất rất là mới nè, màu nâu kem, rất là rộng rãi luôn cả nhà thấy không. Bê vùng lạnh zin heo xe, đấy, bê vùng lạnh zin heo xe. Xe trang bị cho mình là màn hình Android, kem lùi đầy đủ hết. Phiên bản G là phiên bản đủ nha. Đấy, mà giá tiền nó vừa phải thôi, chỉ có 200 gương zin Toyota này. Đấy, nó chỉ có 256 triệu thôi. Bao rút hồ sơ, bao xài, bao lên đời cho cả nhà mình luôn. Kêu sùng chỉ thì miễn bàn.
Đây, nó có ghi rõ ràng 2.9 nè. Thấy chưa? Ốc nách của nó còn đẹp không? Thì em sẽ vệ sinh, lau chùi sạch sẽ, gửi đến nhà mình những con xe chất nhất có thể nha. Đó, thấy chưa? Xe đẹp hết, vô lăng cũ số rồi nè. Đấy, em sẽ vệ sinh sạch sẽ, bàn giao đến cho cây nha. Cũ số nè, nhìn liều xe, cây nhìn thấy không? Rất đẹp luôn, tuyệt vời nha. Chỉ có 256 triệu thôi. Xe có xi nhan trên gương, đầy đủ hết. Lớp lép rất là dày nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Lớp lép rất là dày, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống. Đây là phần máy móc của nó nè. Đấy. Xin mời cả nhà cùng em xem phần máy móc của nó nè. Sơn xi zin hết luôn nha. Đấy. Không có dấu hiệu đâm ve hay ngập nước gì hết. Những cái lỗ đinh tán nè, còn rất đẹp luôn. Cả nhà thấy chưa? Nếu ve chạm nó sẽ không còn đẹp như vậy nha. Đó, coi nè. Đinh bon tai dằn rồi là còn đẹp hết. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Riêng cái phần máy móc là lên bên trường bảo hành cho nhà mình 1 năm sử dụng nha. Đây là hệ thống phanh ABS chống bó cứng phanh cái 4 bánh nha cả nhà. 256 triệu cho mẫu xe này, đang mưa nên quay nhanh. Đây là mẫu Toyota Innova cuối 2013 phiên bản E, nó đã qua phơm mới rồi. Màu ghi vàng, cả nhà nào hợp phong thủy màu này thì chốt luôn. Đấy, biển là biển Bình Dương 61 8661, xe cũng đẹp lắm, biển Lộc Phát đồ nè. Đấy, xe nè, bi gầm đèn nhìn rất đẹp nha. Đấy, cả nhà xem nè, nó cũng trang bị hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tang bố trống, xi nhan trình gương. Cái này là mình ốp thêm cho cả nhà, chuyên theo xe là không có, đăng kiểm khá là dài, tháng 5 2023. Xe được chủ nhân của nó dán phim cách nhiệt đầy đủ hết. Đó, tay cửa mẹ chrome, tay cửa mẹ chrome, keo sùng chỉ nè. Đấy, nội thất của nó là một kem luôn, rất đẹp. Anh nhìn thấy không? Bộ ghế nè, bộ ghế da có theo logo Toyota, màu nâu kem. Màn hình là toàn bộ là sử dụng màn hình Android, màn hình Android 9 inch, có thể lên mạng được nè cả nhà. Đấy, kem hành trình, củ số nè, anh nhìn thấy chưa? Đẹp tuyệt vời nha. Đèn trần, trần thì trần 5D. Đó, cả nhà xem, rất đẹp và tuyệt vời. Nói chung chiếc xe này cả nhà mua về là sử dụng thôi, cũng không phải làm gì thêm. Lớp lép nhìn khá là mới, băm mới, mâm cũng mới mới luôn. Đây, lớp rất là dày, xe chưa có dấu hiệu mục mọt như cả nhà. Đó. Giá thành thì cũng mềm thôi, để nhà mình là 342 triệu thôi. Đó. Tuyệt vời, mẫu xe này cả nhà thích bản đủ thì có bản đủ. Bản trung thì bên em trường vẫn có bản trung. Phơm mới thì bên em trường vẫn có luôn nha. Chút chiều em sẽ quay chi tiết thêm mấy mẫu xe nữa cho cả nhà mình luôn. Bản trung, bản đủ, trong bản này cũng có hết. Xe về nhiều lắm mà hôm giờ em bận em chưa quay được nha cả nhà. Đó, cái nè, sảy sự kiến nè, thấy chưa? Giá biển số đồ chơi là full, bịt bùng luôn cả nhà. Đấy, bản full mà. Gạt mưa sâu nè, cảm biến lùi, gầm bệ là miễn bàn luôn. Giật nắp capo đi em. Đấy, gầm bệ của nó nè. Cả nhà thấy không? Không rỉ xét bụt một nha. Vì em chạy về nó hơi dơ thì em sẽ cho anh em rửa đấy. Hiện tại là trời đang vào cơn mùa mưa nha cả nhà. Về tình hình bệnh dịch nó cũng căng lắm, cả nhà giữ gìn sức khỏe nha. Đấy. Lớp lép rất là dày luôn. Cả nhà thấy không? Điệp tuyệt vời chưa? Lớp dày mới tinh hết. Đấy. Xe này lợi được cái dàn lớp nè. Nói chung là nội ngoại thất đồ đẹp hết, mua về là sẵn dùng á. Cả nhà nào mà ưng mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em trường nha. Đấy, em trường sẽ luôn luôn có cái giá tốt nhất cho cả nhà, sẽ bớt từ 3 đến 5 triệu cho cả nhà nếu ai đã đăng ký kênh. Và nếu quý khách hàng nào mà giới thiệu bạn bè bên cho bên em mua hoặc bán được xe, bên em trường sẽ gửi từ 3 đến 6 triệu tiền cà phê nha cả nhà. Đấy, phanh đĩa nè, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là tan bố trống. Đây là cái phần máy móc của nó nè, máy móc của nó nè, để nhà xem nè. Đó, đinh tán nè, đẹp tuyệt vời hết luôn. Xe chưa có dấu hiệu va chạm hay đâm đụng gì nha cả nhà. Đấy, đẹp tuyệt vời, thấy chưa? Và đây hệ thống phanh ABS nè, chống phanh, bó cứng phanh. Máy móc của nó đang trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể, khô ráo sạch sẽ nè. Nghe thấy không?
Đấy, không một giọt nhớt nào rơi vãi để bên người. Bô thì sáng tròn. Cả nhà nhớ đăng ký kênh giùm em Trường nha, để mỗi lần quay video clip nó sẽ báo vào điện thoại cho cả nhà. Cả nhà xem được cái chiếc xe nào ưng ý thì alo trực tiếp cho em. Em dùng số điện thoại duy nhất thôi, 0972147247. Luôn luôn có giá thiện chí cho những quý khách hàng gọi là quan tâm và sẵn sàng bớt ngay từ 3 đến 6 triệu cho quý khách hàng. Hẹn gặp lại quý bác vào những video clip sau.